Xin chào các bạn. Hôm nay trong bộ video này tôi sẽ nói về bộ nguồn xung bất đối xứng forward. Bên tiếng Anh còn được gọi là single-ended hoặc forward converter. Nếu mà nói về cái mức độ thông dụng thì tôi có thể nói đây là cái bộ thông dụng đứng hàng thứ hai so với cái bộ nguồn xung flyback. Lý do là vì cái bộ mạch của nó tương đối rất là đơn giản so với những loại nguồn xung khác. Và dưới đây là vài cái ưu điểm và khuyết điểm của bộ nguồn xung forward này. Thì thứ nhất là về ưu điểm của nó đó, nó dùng biến áp xung, do đó chúng ta có thể gọi nó là một cái loại mạch nguồn cách ly. Và cái thứ hai nữa đó là nhờ cái biến áp xung chúng ta có thể tạo ra nhiều cái điện áp tải khác nhau. Giả sử như là cộng trừ 12V, cộng trừ 5V. Và một cái đặc tính nữa là chúng ta cũng có thể tăng áp hoặc hạ áp, chứ không nhất thiết chỉ là hạ áp thôi. Ngoài ra khi mà chúng ta dùng cái hàm hồi tiếp là ổn dòng thì cái hệ thống hồi tiếp của chúng ta sẽ là tương đối đơn giản. Một cái đặc tính nữa đó thì cái dòng tải của chúng ta có thể chạy tương đối cao hơn là ở bên nguồn xung flyback, có thể chạy lên tới 20A. Về cái con FET thì các bạn chỉ cần dùng một con FET thôi vì nó là nguồn bất đối xứng. Nhưng nếu mà chúng ta chạy ở những nguồn công suất cao thì chúng ta cũng nên gắn thêm song song với nó nếu mà không chịu nổi khi dùng một con FET. Thì một vài cái khuyết điểm của nó đó, thì cái công suất trung bình của nó chỉ từ khoảng chừng 50W lên tới 200W. Khi mà lên cao nữa thì chúng ta nên chuyển qua những loại nguồn xung khác như là nguồn xung push-pull. Về cái chu kỳ hoạt động của nó thì lúc nào nó cũng phải làm dưới 0,5, tức nghĩa là không có quá 50%. Ngoài ra một cái khuyết điểm của nó nữa là cái biến áp xung forward nó chỉ xài có phân nửa cái lượng từ thông của cái lõi mà thôi. Và cuối cùng là cái nguồn bên điện áp của mình xài đó không nên xài quá 150V. Lý do là vì con FET nó sẽ thấy gấp đôi cái số lượng nguồn này. Nếu chúng ta có 150V thì nó sẽ thấy lên tới 300V. Thông thường thì FET nó không có thiết kế cao hơn 500V. Thông thường thì từ khoảng 500V trở lại. Và đây là cái sơ đồ căn bản của một cái bộ nguồn xung forward. Thì ở bên tay trái của chúng ta là cái nguồn vào. Và bên ngay cái hình giữa của chúng ta là một cái bộ biến áp xung. Bộ biến áp xung này gồm có hai cuộn dây sơ cấp và một dây thứ cấp. Và ở dưới này là một con FET. Con FET này sẽ được đóng mở bởi một cái hệ điều khiển IC bơm xung. Bên tay phải của chúng ta là con D1 và D2 là sẽ dẫn điện. Tùy trong mỗi trường hợp, chúng ta sẽ có một con cụm cảm bên ngoài và một con tụ điện. Đây là cái nguồn tải của chúng ta. Bây giờ nói về cái lý thuyết hoạt động của nó đó. Khi mà con FET này đóng xuống đó, thì nguồn sẽ được đi vào và dòng sẽ đi ngang qua cái cuộn dây ở bên sơ cấp chánh này và đi xuống mask. Thì đồng thời lúc đó các bạn sẽ thấy là cái đấu dây ở đây đó, sẽ cùng hướng với nhau. Do đó khi mà cái nguồn năng lượng được nạp vào bên này đó, đồng thời nó cũng sẽ chuyển tiếp qua cái cuộn dây sơ cấp cho chúng ta. Và như vậy các bạn sẽ thấy là dòng sẽ đi liên tục, cũng từ trên cái cuộn dây thứ cấp này sẽ chạy qua con diode D1 và đi ra con cụ cảm và đưa ra ngoài tải. Khi mà chúng ta tắt con FET này đi thì luồng từ thông sẽ không còn được nạp tiếp tục nữa. Như vậy lúc đó thì dòng sẽ không có qua con D1 mà lại là chạy từ con D2 qua tụ cảm và đưa ra ngoài tải. Như vậy dòng lúc nào cũng chạy liên tục qua con cụ cảm cả.
Về cái sợi dây này ở bên dây sơ cấp này đó là chúng ta phải cần có một cái cuộn dây và nó mắc ngược lại để nó làm việc khi mà trong cái chu trình hoạt động mà con phép không có hoạt động, thì nó phải đưa cái luồng từ thông mà chúng ta đã nạp lên trên cao đó đi ngược trở lại về cái trạng thái sơ khởi, cái trạng thái ban đầu của nó. Nếu không thì nó sẽ đi vào cái tình trạng bão hòa. Do đó chúng ta sẽ cần cái sợi dây để mà đưa ngược trở lại. Dưới đây là một cái bộ mô phỏng cho cái bộ nguồn sung power này. À, bên đây các bạn thấy là chúng ta có nguồn vào giá trị trung bình là 50V. À, chúng ta có một cái cò biến áp sung, hai cuộn dây sơ cấp và một cuộn dây thứ cấp. À, điện áp bên ngoài là 12V. Cái tỷ lệ của nó sẽ là 10 trên 7. Tôi có nghĩa là nếu chúng ta có 10 vòng dây ở bên sơ cấp thì chúng ta sẽ có 7 vòng dây ở bên thứ cấp. Và dưới đây là cái con phép của chúng ta. À, ngoài ra chúng ta sẽ có một cái bộ IC bấm sung là dùng cái con 3845. Bộ bấm sung này sẽ tạo ra một cái chu kỳ hoạt động để đóng mở con phép. À, khi nó được lên 12V ở đây thì chúng ta sẽ mở con phép này lên và dòng sẽ chạy qua. À, khi mà nó xuống 0V thì con phép này sẽ bị ngừng đi và dòng không còn qua nữa. Và dưới đây là chúng ta sẽ làm cái bộ hồi tiếp ổn dòng. À, nó sẽ gồm có hai cái mạch. Một phần thứ nhất là phần hồi tiếp ổn áp. Chúng ta lấy cái điện áp bên ngoài đưa ngược trở về đây. À, đưa qua một cái con điện trở chia xuống còn ở đây khoảng 2.5V. Là vì bên trong này chúng ta có một cái điện áp chuẩn là 2.5V đã được thiết kế sẵn ở trong này. À, cái bên đây là một cái bộ hàm hồi tiếp của chúng ta. À, chúng ta dùng ở bộ vi tích phân tỷ lệ bậc 2. À, bộ này tương đối đơn giản là vì chúng ta dùng ở trong hàm hồi tiếp ổn dòng. Kế đến là cái hàm hồi tiếp ổn dòng là chúng ta cảm dòng qua cái con điện trở này, con điện trở R2, thì nó sẽ được đưa vào trong cái con IC bơm xung này và sẽ so sánh với lại cái điện áp và nó sẽ tạo ra một cái độ bơm xung với một cái chu kỳ sẽ được kiểm soát. Các bạn cũng nên để ý là cái điểm này khi mà chúng ta đưa vào đây không được quá 1V, tại vì khi lên tới 1V thì nó sẽ đi vào một cái trạng thái khác là nó sẽ giới hạn dòng. Kế bên chúng ta thấy đây có một cái con R và con C, đây chính là một cái bộ lọc thông thấp. Nó sẽ loại đi những cái tần số, những cái độ nhiễu sóng ở tần số cao. Và nó chỉ cho cái tần số xung ở trong bài này là 100.000 Hz đi qua mà thôi. Ở đây chúng ta có một con R và một con C. Thì hai cái con này sẽ kết hợp lại để tạo ra một cái nguồn tần số bơm xung là 100.000 Hz cho chúng ta. Dưới đây là chúng ta sẽ cho chạy mô phỏng và chúng ta sẽ đo ở điện áp ở những điểm này là cái điểm của con phép, trên đỉnh của con phép, và chúng ta sẽ đo ở điểm kết nối giữa hai con diode và cuối cùng là ở ngoài cái điện áp tải của chúng ta. Cái hình ở trên này là các bạn sẽ thấy nó sẽ cái điện áp của con phép sẽ thấy lên tới trên 100V. Khi chúng ta nạp vào 50V và nó có thể thấy lên tới 100V gấp đôi lần những gì mà chúng ta đã cho vào. Và kế đến là ở cái điểm mà kết nối giữa hai con diode là cái hình thứ hai này. Các bạn sẽ thấy nó sẽ được giảm xuống thay vì 50V đỉnh nó còn có 30V thôi là nhờ cái biến áp xung này. Và cuối cùng là cái điện áp tải của chúng ta sau khi mà cái độ bơm xung hình chữ nhật này ở ngay điểm này thì các bạn sẽ thấy qua một cái độ một cái con cụm cảm và một con tụ điện nó sẽ được lọc hẳn lại hết và cho ra một cái dòng điện một chiều rất là sạch. À, chỉ có một cái độ gần sóng nhỏ mà thôi, chừng khoảng
100 mV trở lại. Và ở đây chúng ta sẽ cho cũng cùng một cái mô phỏng đó, chúng ta sẽ đo điểm thứ nhất, chúng ta sẽ thấy là cái cực cổng, đây là cái điểm chúng ta kiểm soát cái độ đóng mở cho con phép. Cái hình màu đỏ trên này là khi mà lên 12V thì con phép sẽ được mở lên, và khi tắt xuống còn 0V thì con phép sẽ đóng lại. Thì cái hình thứ nhì là cái hình cái dòng đi qua của con phép. Thì các bạn thấy khi mà cái con phép được mở lên 12V thì dòng sẽ chạy qua có dạng giống như hình thang. Và sau đó thì nó sẽ tắt xuống. Và kế đến là cái hình thứ ba là cái hình của cái dòng điện dòng đi ngang qua con diode D1. Thì cũng như các bạn nhớ lúc nãy mình có nói là khi mà dòng chạy ngang qua con phép này thì đồng thời lúc đó chúng ta cũng sẽ nạp điện đưa ra ngoài luôn. Thì đây chính là cái dòng đi ngang qua con D1. Cái dòng cũng sẽ chạy liên tục ngay trong lúc đó luôn. Và khi con phép đóng lại thì dòng sẽ tắt xuống luôn. Và kế đến là cái dòng đi ngang qua con D2. Thì con D2 lại hoạt động ở hướng ngược lại. Tức có nghĩa là khi cái con phép đóng không còn dòng điện đi qua nữa thì con D2 lại tạo ra một cái dòng điện đi liên tục ngang qua con cùng cảm và đưa ra ngoài tải. Bây giờ để thiết kế được cái bộ biến áp xung cho cái nguồn xung forward này, chúng ta phải cần nắm vững một số các phương trình. Cái phương trình thứ nhất là chúng ta sẽ cần tìm được cái tỷ lệ giữa cái dây sơ cấp đối với dây thứ cấp so với dây sơ cấp. Bây giờ cái phương trình căn bản của cho tất cả các loại biến áp là nếu mà chúng ta có cái điện áp ở bên sơ cấp mà chúng ta sẽ chia cho thứ cấp thì nó sẽ là cái tỷ lệ giữa cái dòng dây quấn ở bên sơ cấp chia cho dòng dây quấn ở bên thứ cấp. Trong khi đó thì cái phương trình về điện á, về dòng á, thì nó lại đi ngược lại. Và ngoài ra thì cái phương trình thứ nhì mà các bạn cũng đã thấy rồi qua bộ xung bất thì cái điện áp bên ngoài sẽ là cái nguồn vào nhân cho chu kỳ hoạt động. Thì từ đó chúng ta đưa nó vào trong cái phương trình cho cái bộ nguồn xung thì chúng ta chỉ cần thêm cái tỷ lệ của cái vòng dây quấn. Và chúng ta sẽ ra được cái phương trình của cái điện áp tải của chúng ta. Từ đó thì chúng ta sẽ lật ngược tất cả các phương trình này lại để tìm cái tỷ lệ của cái vòng dây quấn. Thì vòng dây quấn ở bên thứ cấp đối với dây sơ cấp sẽ là bằng cái điện áp tải chia cho chu kỳ hoạt động cộng cho cái điện áp của cái con diode, và tất cả sẽ chia cho cái nguồn vào. Và chúng ta trừ bớt đi nó 1V. Vì con phép nó có một số điện trở trong đó, do đó chúng ta sẽ mất đi một chút điện áp. Kế đến là chúng ta sẽ làm một cái bài thí dụ. Giả sử như chúng ta nói cái nguồn điện áp thấp nhất sẽ là 40V, cái nguồn vào sẽ là nguồn tải sẽ là 12V, chu kỳ cao nhất của chúng ta cho nó là 0,45, là vì chúng ta sẽ không có được đi quá 0,5. Và cái điện áp của con diode sẽ là 0,7V, từ đó chúng ta sẽ tìm được cái tỷ lệ của vòng dây quấn ra là 0,7. Tức có nghĩa là nếu chúng ta có 10 vòng quấn ở bên sơ cấp thì chúng ta cần phải quấn 7 vòng ở bên dây thứ cấp. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ tìm ra cái phương trình cái giá trị của cái dòng điện thật đi ngang qua dây thứ cấp và dây sơ cấp. Thì cái dòng điện thật đó ở bên dây sơ cấp, các bạn cứ lấy cái dòng tải nó là 5A nhân cho căn bình phương của cái chu kỳ là 0,45. Vậy chúng ta ra khoảng 3,35A. Và dựa trên cái công suất nguồn vào và nguồn ra, và chúng ta có thể tìm ra được cái phương trình của cái bên dây sơ cấp công suất
giá trị thật của nó sẽ là 2.8 ampere. Các bạn cứ lấy cái giá trị của công suất là 1.25 nhân cho cái công suất ra là 60W, chia cho nguồn vào là 40V và nhân cho căn bình phương của cái chu kỳ hoạt động là 0.45. Hai cái giá trị này chúng ta cần thiết để khi mình thiết kế cái biến áp và chúng ta tìm được cái dây kích thước cỡ nào để cho nó thích hợp với cái dòng điện như thế đó. Và cuối cùng đây là cái công thức của Faraday để tìm ra được cái hoạt động của biến áp xung. Thông thường thì chúng ta hay dùng cái loại lõi ferrite. Thì bên tay trái của chúng ta là cái đồ hình của Faraday. Cái đơn vị của nó là B và H. B chính là Gauss. Thì cái loại ferrite mà dùng cho cái tầng những loại nguồn xung mà ở tần số cao, thông thường thì cái độ bão hòa của nó, tức có nghĩa là cái điểm mà cao nhất của nó có thể đi vào cái tình trạng bão hòa đó là khoảng 3.500 Gauss. Và lõi nó có khả năng chạy được từ trừ, tức nghĩa là từ trừ 3.500 lên tới cộng 3.500 Gauss. Tuy nhiên cái nguồn xung của Fourier nó chỉ chạy có phân nửa của cái lõi thôi, là nó đi từ zero và nó lên tới một cái điểm nào đó. Cái điểm đó là chính là chúng ta sẽ chọn. Trung bình thì chúng ta không nên chọn quá cao, chừng 1.200 Gauss trở lại là coi như là chúng ta sẽ rất là an toàn. Và nó phải, khi mà nó lên tới đó thì khi mà chúng ta tắt cái nguồn, cái chu kỳ hoạt động của nó, thì nó phải được ngã trở về, đưa trở về cái điểm zero là cái điểm trạng thái ban đầu của nó. Nếu không làm như vậy được thì nó sẽ đi từ từ vào trong cái trạng thái bão hòa và cái chúng ta có thể sẽ phá hư các linh kiện trong cái bộ nguồn xung của chúng ta. Và bên tay phải của chúng ta là cái công thức của Faraday. Các bạn sẽ dùng cái công thức này để tìm được cái số vòng quấn là bao nhiêu. Thì cái công thức của cái luồng từ thông sẽ là cái nguồn vào nhân cho cái chu kỳ hoạt động nhân cho 10 đến thừa 8, tất cả chia cho cái số vòng dây quấn, cái diện tích lõi và cái tần số xung. Thì nguồn vào chúng ta đã biết, chu kỳ cũng đã biết rồi, và cái tần số xung thì chúng ta cũng đã thiết kế sẵn. Bây giờ phần còn lại là chúng ta phải xác định được cái lõi, diện tích lõi là bao nhiêu, và từ đó chúng ta sẽ tìm ra được số dòng dây quấn là bao nhiêu để nó không đi vào trạng thái bão hòa. Tôi sẽ nói vào chi tiết về cách thiết kế biến áp xung trong một cái bài video tới. Xin đến đây là chấm dứt cái bài video của nguồn xung Fourier. Thân chào các bạn và một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi.